Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng tông đơ rất là đẹp và đẳng cấp. Dòng tông đơ này là một dòng tông đơ chuyên nghiệp dành cho những anh thợ đẳng cấp, dòng Oster A6 Professional. Rất là đẹp. Bây giờ mình và các bạn cùng đập hộp thử xem thử chiếc tông đơ này nó như thế nào nha. Là chữ Oster Pro A6. Bên trong chiếc tông đơ này xài dòng điện 220V nên rất là thích hợp cho người Việt Nam chúng ta và thị trường châu Á luôn nha. Quá đẹp này, các bạn thấy thiết kế quá hoàn hảo đúng không các bạn? Cầm rất là chắc tay. Đây là lưỡi, các bạn ấy các bạn sẽ thấy cái lưỡi rất là bén. Một người thợ chuyên nghiệp nhìn vô cái lưỡi tông đờ là sẽ biết được tông đờ đó tốt xấu rồi, còn thấy không? Ngoài ra đây cái dây sạc của chiếc tông đơ này rất là dài và nó có một đầu giáp bay cháu đó, nó như cái cục sạc của laptop vậy đó, nên rất là chắc chắn và an toàn nha các bạn. Nó xài dòng điện 220V rất thích hợp cho người Việt Nam và người châu Á của chúng ta đó. Một con tông đơ quá đẳng cấp muốn nào. Ngoài ra thì chúng ta còn được tặng kèm theo một chai dầu máy Oster luôn và một cái cọ để vệ sinh các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắm điện, mình test thử âm thanh cũng như là mình thử trực tiếp lên tóc thì cho các bạn xem nha. Ở đây chế độ nó sẽ có ba chế độ nha các bạn. Chế độ đầu tiên này các bạn nghe tiếng máy nè. Chế độ thứ hai nè, mạnh hơn đúng không các bạn? Và chế độ thứ ba cuối cùng, các bạn thấy lưỡi đông đơ chưa? Đông đơ trẻ rồi nha, rất là mạnh. Ở đây hớt tất cả mọi loại tóc, từ tóc khô cho đến tóc ướt đều đi rất là ngọt nè các bạn. Đây là còn thấy không, vừa rồi mình đã test thử âm thanh nó không quá ồn, đồ rung hầu như là cũng không có. Nó lại có ba chế độ cắt cho chúng ta nữa, nó quá tuyệt vời. Đó là con Oster A6, chiếc tông đơ hoàn hảo. Bây giờ mình sẽ test thử trên tóc thiệt cho các bạn xem ha. Hớt cái đâu là đi cái đó, rất là ngọt. Hớt cái đâu là đi cái đó rồi, còn không? Nếu các bạn thích con Oster A6 220V này thì các bạn hãy đến với hai trang, đó là dsgon.com và one.vn. Chỉ có hai trang này mang lại cho các bạn những con tông đơ tốt nhất với giá cả phù hợp nhất. Còn nếu mà các bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì các bạn hãy ghé hệ thống ba cửa hàng, một là ở Thủ Đức, hai là ở Tân Phú, ba là ở quận 3 để tự tay mình test tông đơ này và trải nghiệm cái dòng Oster A6 220V này nha. Còn nếu các bạn ở xa mà thích thì bên mình cũng có ship trên toàn quốc nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.